Là cái cam hành trình theo dõi từ xa bằng phần mềm Kazip này, có thể xem cam trước cam sau, có thể xem định vị này. Và con này rất là mát mẻ, thật ra là không có màn hình, chúng ta là không bao giờ sợ bị delay như các cái dòng của nợ có màn hình kia. Và nó sử dụng chipset MTK của Huawei, dùng phần mềm Android 5.1 các băng tần để sử dụng sim 3G, sim 4G. Góc cam trước 150 độ, góc cam sau 130 độ, có hồng ngoại, hỗ trợ GPS, có kết nối Wi-Fi để sử dụng phần mềm, có hỗ trợ thẻ 128 cao nhất và có chế độ cảnh báo 24/24 về điện thoại. Đây là nút mà không có một cái cam hành trình từ xa nào theo dõi mà có cái nút này đâu nhá. Đây là cái nút cực kỳ nguy hiểm, SOS. Khi mình bấm tạch một cái vào đây, ấn một cái vào, nó sẽ gửi hình ảnh ngay lập tức chụp ở phía trước và phía sau xe về cái chủ nhân mà cài điện thoại, cài cái chế độ theo dõi xe này. Ấn vào đây cái là chụp ảnh gửi về cho chủ xe. Đấy là có những hình ảnh gì nào, ấn vào đây cái ở phía trước gặp tình huống gì, ấn đây cái gửi về chủ xe báo cáo sau. Đấy, nó ghi lại hình ảnh, chụp lại nhá. Ấn đây là chụp. Đấy, hỗ trợ này. Đấy. Độ nét buổi tối ban ngày, độ nét tương đối là ok rồi. Mẫu mã đây của thương hiệu này nhá. Thương hiệu đây. K4K thương hiệu. Trong thương hiệu này.